Kính thưa quý vị khán giả bốn phương, à báo nhạc sĩ ca sĩ Ngô Thị Ngọc của chúng ta với những tác phẩm mới Hoa Xuân, Trung Tình, Miền Đất Hứa và Nói Cùng Nàng Tô Thị Yêu Thương. Vâng, à báo sau một tháng biểu diễn tại bầu trời Âu Châu đã trở về Việt Nam của chúng ta và tiếp tục chương trình biểu diễn để chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Vâng, tác phẩm Miền Đất Hứa của Áp Báo đang nhận được rất nhiều sự chú ý của tất cả quý vị khán giả bốn phương. Và ca khúc Nói Cùng Nàng Tô Thị cũng được tất cả quý vị khán giả bốn phương của chúng ta hết sức là yêu mến. Vâng, chúng ta xin chúc cho Áp Báo thật nhiều sức khỏe và sẽ có những tác phẩm mới trong thời gian tới đây. Thật là tuyệt vời. Thông kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật tràn đầy niềm vui và thật nhiều tiếng cười. Một chiều bên sông Lam, anh gọi em cô gái lại đó. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lại đó. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ, anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng chẳng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cù sánh cù khoai môi chặt mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lấy đầu xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên, tiếng đò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Ơi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên, tiếng đò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Núi Hồng ơi, cách chi đó lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ nên anh đi tìm. Câu vì sông Lam
Vâng, A Thông xin kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui và cảm ơn quý vị rất nhiều về những tình cảm của quý vị dành cho A Thông Rồi TV. Kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng.